Tại sao lão bá lại thốt lên những lời mà không thấy hổ thẹn cho mình? Con gái lão bá một lời hứa hôn với Dân Tiên đã thành đạo vợ chồng và cũng là chị dâu của Trực này rồi. Làm như vậy sẽ bị người đời lên án, chẳng khác nào loài cầm thú. Người không còn biết nhục nhã hay sao? Xin phép lão bá, nếu có gì sai phạm xin lão bá. Không có chi, không có chi. Xin quan tân trạng cứ an tâm nghỉ ngơi. Dạ xin mời. Vào đây. Dạ xin mời. Đây, đây, đây. Dạ đây. À. Xin quan tân trạng cứ tự nhiên như ở nhà mình vậy. Bay đâu? Chuẩn bị cho quan tân trạng nghỉ ngơi. Dạ. Đi ra. Sao để cho nó uống sai quá vậy? Như vậy mới dễ cắn câu chứ. Mà nè, bộ bà tính cho nó làm chuyện đó hả? Chơi đây người khác thì còn ý nghĩa gì nữa. Thôi ra ngoài để tôi. Mẹ ơi. Đi. Mẹ. Đi. Mẹ. Lấy nước đóng ngầm chân đấm bút cho nó. Thôi con không làm đâu. Mày không làm để cho mẹ mày làm hả? Trời ơi, tao già rồi, không lẽ tao đấm bóp cho nó? Đi. Mẹ ơi. Đi. Vô đi. Mẹ ơi. Cô cứ ra ngoài đi, ta tự lo được rồi. Chị định làm gì vậy? Tôi công tử ngâm chân. Ngâm chân? Chị không thể làm vậy được. Trực này không dám vô phép như thế đâu. Chị ra ngoài đi. Tiểu Đồng. Tiểu Đồng đâu? Quan lão phu xin được nói chuyện với quan tân trạng một chút. Xin quan tân trạng bỏ lỗi cho lão già này. Từ hôm Lục công tử mất đi, con thể loan nó cứ buồn tủi heo hắt mỏi mòn. Lão đây thật đau lòng. Lão mong sao có ngày gặp được quan tân trạng để lão kết nối duyên tơ giữa người và con gái lão. Còn quan tân trạng thì có người nâng khăn sửa túi. Còn con thể loan có được một người chồng xứng đáng để trao thân gửi phận, như vậy á là chạy cả đôi đường. Dạ đó là điều mong ước của vợ chồng lão bấy lâu dạ. nay. Dạ không hiểu ý quan tân trạng như thế nào. Còn ý của chị như thế nào? Xin nói ra luôn cho tôi biết. Xin Dương công tử, xin lỗi quan tân trạng, hãy tha lỗi cho tôi. Tôi chỉ là phận gái áo mặc sao qua khỏi đầu. Cút đi. Trời ơi. Dạ con cái nó còn nhỏ dại. Dạ xin Dương thừa dõi lão bá. Tại sao lão bá lại thốt lên những lời mà không thấy hổ thẹn cho mình? Con gái lão bá một lời hứa hôn với Dân Tiên đã thành đạo vợ chồng và cũng là chị dâu của Trực này rồi. Làm như vậy
sẽ bị người đời lên án, chẳng khác nào loài cầm thú. Người không còn biết nhục nhã hay sao? Còn chị là một tiểu thơ, cũng có chút bút nghiêng đèn sách. Chị há chẳng biết câu, một ngày cũng nghĩ vợ chồng. Sao chị lại có thể tính chuyện lỗi đạo, trong khi bàn thờ của chồng chị hương khói chưa tan? Lục Huynh ơi, hồn anh của Linh Thiên xin về đây chứng giám cho tấm lòng của Dương Tử Trực này. Khi có kẻ vô sĩ vô lương muốn biến đệ trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa, xin cáo biệt. Công tử, công tử. Ông cha, cha ơi. Hả? Cha, cha sao vậy cha? Ông cha ơi, ông ơi, cha.